Nam Mô Bích Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bích Tha Thăm Má trên mạng Internet và Banh Thoát Facebook Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Madrid từ 3 giờ 50 đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 12 tháng 4 năm 2021, Phật lịch 2564, giáo trình Phạn ngữ Pali, bài 3, động từ bất quy tắc. Biên soạn: Tỳ kheo Tề Siêu, đồng giảng sư Tỳ kheo Tề Siêu, Thượng tọa Tề Siêu và Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính đảnh tôn thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện khệ thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền để văn hỷ phước lành được tưởng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng điều uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bích Tha Giá. Để tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi giảng nhập, từ bi giảng giải về học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến Ngài ạ. Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ tăng chúng. Kính chào sự tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng ta học phần ngữ Pali, bài 3. Bài này nói lên những trường hợp động từ bất quy tắc. Đây chỉ là sơ khởi, làm quen với cái từ bất quy tắc tiếng Pali thôi. Chứ động từ bất quy tắc đó, thì nó cũng có rất nhiều chứ không phải chỉ có một vài từ. Nhưng để chúng ta hiểu được rằng là
Khi mà chúng ta học Pali, chúng ta cùng chú ý chữ Pali cũng giống như một số sinh ngữ khác. Ngoại trừ những cái loại ngôn ngữ lắp ghép, còn những cái ngôn ngữ mà nó có văn phạm, có ngữ pháp, và nó có biến cách, biến thể của danh từ động từ, thì trong những trường hợp đó, nếu xảy ra cái tình trạng là những động từ biến thể theo nguyên tắc và những theo quy tắc, còn những điều biến thể theo bất quy tắc, đó là ý nghĩa mà hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị. Thì hôm nay chúng ta học một vài động từ bất quy tắc trong tiếng Pali, thí dụ như căn as. Căn as nó có nghĩa là hay có. Căn ru, chữ ru có nghĩa là nối. Như chúng ta gặp ở trong cái bài kinh gì, bài kinh Mang Cái Lá số 8, vị chư thiên đó thỉnh Đức Phật Rohit Mang Cái Lá Mút Tâm Măng, xin Ngài hãy nói thêm những cái các đường thắng lợi. Cái ngữ căn này nó cũng có một vài biến thể trong ba ngôi nó khác lạ. Rồi căn han, căn han nát có nghĩa là giết hay tàn hại. Căn này cũng có một vài cái hình thức dị biệt, không như những từ thông thường. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua cách biến thể của ba căn động từ bất quy tắc này. Căn as nó có biến thể theo ngôi thứ ba số ít là ác thí, số nhiều là san tí, ngôi hai số ít là xí, số nhiều là ác thá, ngôi ba ngôi thứ nhất số ít là ác ví âm hí, số nhiều là ác phá âm hát âm hà. Thì chúng ta nhìn vào ở trong cái bảng chia đó, thì chúng ta sẽ thấy đây là bất quy tắc, bởi vì từ cái chữ as mà nó biến thành athi santi athá âm hí âm hát âm ha. Thì chúng ta thấy cái đó là nó khác thường. Bất quy tắc ở đây đó thì có nghĩa là nó biến thể không có theo cái quy tắc như các cái động từ tí là xí thi xí thá mi má, nó không có theo cách đó. Và đối với động từ thông thường
Thì khi mà một cái động từ căn trước khi muốn biến thể theo ba ngôi hai ngữ số, ủa thì hiện tại vân vân, thì trước khi đó cái động từ căn nó phải cộng, nó phải ghép với động từ tướng để nó trở thành động từ cơ bản, rồi từ động từ cơ bản đó chúng ta mới chia được. Người ta dùng cái chữ rút là động từ căn á, cũng như là cái rễ. Căn là rễ, là cái gốc, rồi base là cơ bản. Thì chúng ta cứ y theo cái trường hợp này, chúng ta đối với động từ quy tắc. Còn động từ bất quy tắc thì nó chỉ có ngữ căn, rồi nó trực tiếp nó cộng, nó ghép hợp với thiết vị ngữ của ba ngôi thôi, chứ nó không có chia, nó không có biến thành động từ cơ bản. Cái này cũng ít thấy dùng xài ở trong văn bản lắm thưa quý vị, ít lắm. Nhưng mà chúng ta học thì chúng ta phải giới thiệu cho biết, để chúng ta chuẩn bị tinh thần. Đừng nghĩ rằng là tất cả đều là dễ, mặc dù nó không phải là khó lắm, nhưng mà nó cũng không phải đơn giản, nó không phải dễ như là cái từ mà chúng ta lắp ghép. Cái loại hình ngôn ngữ mà gọi là lắp ghép đó, như trong tiếng Việt của chúng ta thì cái động từ là hay là có, thì nó cũng viết là cái chữ L A La quyền là, chứ nó không có sự thay đổi, nó không có sự thay đổi, không có biến dạng. Rồi muốn cái gì đó đã là, đang là, sẽ là, thì nó thêm cái chữ đã, chữ đang, chữ sẽ, nó thêm, nó ghép vô. Do đó cho nên nó không có, trong cái vị chúng ta không có động từ quy tắc và bất quy tắc. Còn đối với cái loại ngôn ngữ như ngôn ngữ Bali chẳng hạn, thì vì một cái động từ nó có thể biến, nó biến thể, nó biến dạng ngay trong thân của động từ, hoặc là vĩ ngữ của động từ nó có thể biến dạng. Cho nên chúng ta thấy ở đây đó, căn as athi santi asi atha asvi amhi asma amha as amha. Cái bản chia này chúng ta chỉ áp dụng riêng cho cái căn động từ asat mà thôi, chứ chúng ta không có xài chung cho tất cả các cái loại động từ, các hình thức động từ khác. Bây giờ chúng ta lại nói đến căn pru là nối, thì ngôi thứ ba số ít là pru tí, pru vi tí, số nhiều là pru quan tí, ngôi hai số ít là pru sĩ, số nhiều pru tha, ngôi một số ít là pru vi, số nhiều pru ma. Cái chữ pru á, khi mà chúng ta phát âm á, chữ bờ ở đứng đầu chúng ta đừng có đọc rõ, vì nó là âm môi, cho nên chúng ta chỉ bật ra khi môi chúng ta đang khép lại,
thì chúng ta bật ra pru pru. Thì như vậy người ta nghe thoáng qua đó là người ta biết rằng cái chữ đó không phải là chữ ru bình thường, mà nó có cái chữ pru, chữ pờ ở đầu pru pru. Cho nên ở đây đó, sẵn tiện chúng tôi hướng dẫn cho quý vị một cái cách phát âm một vài chữ. Vì bài học hôm nay của chúng ta nó không có nhiều lắm. Cái căn hana, đúng là chúng ta đọc là han đó, thì giết tàn hại, giết chết hay là tàn hại hay là làm hại. Ngôi thứ ba số ít hatati cũng giống như động từ thông thường, nhưng mà còn thêm một cái hình thức lạ nữa là chữ han tí. Số nhiều là ha nan tí rồi han tí. Ngôi thứ hai số ít số nhiều hanasi hanatha. Ngôi thứ nhất hanami hanama. Thì ngôi thứ hai ngôi thứ nhất thì nó chia bình thường, nó chia bình thường giống như các động từ, các động từ khác. Thì ở đây trong phần chú thích thì chúng tôi có nói hai điểm. Một là các động từ bất quy tắc không có nhiều, và những động từ bất quy tắc đó chúng không có hình thức cơ bản được lập thành như những động từ thông thường. Tuy vậy chúng ta cần phải hiểu rằng có một vài trường hợp động từ thông thường, nhưng mà nó có một vài cái hình thức biến thể bất quy tắc. Thí dụ như chữ hana, han cộng á thành hana, và cái chữ hana này nó là động từ cơ bản, lẽ ra chúng ta đọc hana tí, hanan tí, hana xí, hana thá, hana mí, hana má là được rồi. Nhưng ở đây, ở trong sách Pali nói thêm hai hình thức xem vào là ngôi thứ ba số ít nó có thêm cái hình thức là han tí, nó giữ nguyên ngữ căn. Số ít số nhiều cũng giữ nguyên ngữ căn là han cộng tí thành han tí, xài cho số ít số nhiều. Đây cũng là một, chỉ một dạng nhỏ thôi, một hình thức nhỏ thôi, nhưng mà vì nó khác lạ cho nên nó bất thường, chúng ta gọi là bất quy tắc. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta cũng chỉ giới thiệu sơ về ba cái động từ bất quy tắc. Thì các vị chú ý, động từ căn á xá, ngôi thứ ba số ít là thí, số nhiều là san tí, ngôi thứ hai số ít là xí, số nhiều là thá, ngôi thứ nhất số ý là á xí âm hí, số nhiều là asvá âm há âm hà. Căn pro, ngôi thứ ba số ít là pro tí, pro quy tí, số nhiều là pro quan tí, ngôi hai là pro hí pro xí pro thá, ngôi thứ nhất là pro vi pro má, số nhiều
và căn hana. Ngôi ba số ít là hanati, thêm một cái khác lạ là hanti, số nhiều là hanati rồi hoặc là hanti. Ngôi hai là hanasi, số nhiều là hanatha. Ngôi thứ nhất là hanami và số nhiều là hanama. Bây giờ chúng ta bước sang bài tập. Trong cái bài tập này thì chúng ta có hai phần. Phần dịch sang tiếng Việt, người ta cho sẵn chúng ta Roma. Chúng ta không phải dịch nghĩa không, mà chúng ta phải dịch luôn về ngôi của động từ. Thí dụ chúng ta thấy Roma thì bản chia hồi nãy chúng ta học đó, thì thấy rõ ràng đây là ngôi thứ nhất số nhiều. Cho nên Roma là chúng ta nói. Thí dụ vậy, hàn tí, nàn tí, tạch nô má, à gạch hà má, hàn đà sĩ, á sĩ, á sĩ, á thá, âm há. Còn cái phần dịch sang tiếng Bali đó, tức là trong cái chữ tiếng Việt tôi là, thì chúng ta phải dịch ra tiếng Bali. Nhưng mà ở đây vì chúng ta chưa có đề cập đến cái động từ căn, chưa đề cập đến cái đại từ nhân xưng, cho nên chúng ta cứ lấy động từ chia theo ngôi thứ nhất là đủ rồi. Tôi là, lấy động từ chia ngôi thứ nhất là đủ, khỏi phải thêm cả ha. Hai, anh viết. Ba là họ nghe. Bốn là nói chất chứa. Những nghĩa của động từ này chúng ta đã học qua ở cái bài 1 và bài 2. Năm, chúng nó nói. Sáu, chúng ta là. Bảy, các anh làm. Tám, chúng tôi đang chạy. Chín, nó là. Mười, chúng nó là. 11, anh nói. 12, các anh nói. Các anh viết. Chút xíu nữa thì Thượng Tọa Giáo Đẳng sẽ hướng dẫn cho quý vị làm các cái bài tập này. Chắc có lẽ là xin thỉnh Thượng Tọa Giáo Đẳng hướng dẫn cho cả lớp làm bài tập, rồi sau đó xin thỉnh Thượng Tọa chỉ cho đọc một đoạn trong cái bài học thêm. Cái bài kinh này, cái đoạn kinh này là cái đoạn kinh mà khởi đầu chúng ta lễ bái Pháp Bảo. Chúng ta lễ bái Pháp Bảo. Athangika Rijapatho Chet Na Năng Múc Khắp Bà Quê Sa Giác Chú Chập Vô Thầm Mô Ajam San Tikaro Panito Neya Niko Tăng Panama Mít Thầm Măng. Ở trong câu này đó, thì vì nó là một thể kệ, do đó khi mà chúng ta tụng kinh đó, thì chúng ta tụng giống như con sư vậy đó. Nhưng trên thực tế khi mà chúng ta dịch thì nó là một thể kệ.
cái chuyện thâm mưu là giáo pháp. Rồi cái chúng ta mới dịch tới cái chữ Athangika Rijapatho là thánh đạo tám ngành. Uchu Chamaku là con đường thẳng. Chana Nang Mokhap Uvesaya là đưa đến sự giải thoát cho chúng sanh. Ayam Santikopanito, pháp này dẫn đến thanh tịnh tinh lương. Nayaniko là có công năng hướng thượng. Cái chữ Santikaro đó tức là nói rằng cái con đường bất chánh đạo giúp cho chúng ta tác chứng niết bàn. Panito cũng để chỉ cho niết bàn. Vì sanh tăng ma đi tăng là chỉ cho cái này là an tịnh, cái này là tinh lương, là chỉ cho niết bàn hết. Tăng thay vì trong bài kệ chúng ta nói tăng panama mi tham măng, nhưng mà dịch theo văn xuôi thì chúng ta phải sắp xếp lại là tăng tham măng panama mi là con lễ bái giáo pháp ấy. Rồi thưa quý vị, trong cái bài, trong cái đoạn thứ hai, tức là nói về ân đức giáo pháp. Giáo pháp này có 6 cái ân đức. Nhưng mà ở đây trước nhất đó, chúng ta phải hiểu cái chữ Phát Hoa Ta Tham Mô. Thì giáo pháp do Đức Thế Tôn Xoa Kha Tô khéo thuyết. Thì giáo pháp ấy Sanditiko thiết thực, hiện tại Akaliko là vượt ngoài thời gian, Ehipasiko đến để mà thấy, Opanayiko là hướng thượng, Pachatang Vilitapo Vinyohi. Pachatang có nghĩa là tự mình, Quy tắc cô là cần phải thực nghiệm, quy nhiều hí là bởi các người trí. Giáo pháp của Đức Phật có một cái điểm đặc biệt là do người trí tự thực nghiệm lấy, chứ không có ai tu cho ai hết. Cho nên khi mà chúng ta đọc cái ân đức pháp á, thì chúng ta đọc là Svakhato Phatvata Thammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatang Veritappo Vinyuhi Ti. Chúng ta đọc như vậy. Hôm trước chúng tôi có một vài lần, có một vài Phật tử ở trong room chúng ta, thì họ có hỏi chúng tôi, họ nói chúng tôi thay vì cái bài đọc thêm đó
Nếu mà mình học Pali thì chưa tâm hướng học từng bài như vậy, từ cái bài kinh tụng thông thường để cho Phật tử hiểu nghĩa và họ tập đọc theo, để bất khi họ lễ bái nhật hành đó thì họ có thể đọc được. Chứ còn khi mà trích đoạn kinh điển ở trong trung bộ, trường bộ thì cái đó trình độ cao quá. Mà học Pali chúng ta mới học sơ cơ thôi. Do đó chúng ta nếu mà có phân tích chăng đi nữa thì chỉ có cái vị giáo thọ tự phân tích, tự hiểu, chứ nói không ai hiểu hết. Và người ta cũng cảm thấy không cần thiết, bởi vì đọc xong một đoạn đó bây giờ đâu ai biết. Nhưng mà hôm rày chúng ta đọc từ bài Nam Mô Tát Sát Va Tô, từ bài Y Mê Hí, Nam Mô Vô San Ni Sinh Nô Y Ti Bi Sô, rồi A Thăng Y Ca Ri Chá Pa Thô, Xoa Kha Tô, chúng ta học như vậy. Rồi mai mốt chúng ta sẽ học Na Thi Mê Ô Tâm An v.v. Thì như vậy Phật tử chúng ta học xong cái mấy cái bài đầu tiếng Pali để chúng ta biết lễ bái Tam Bảo bằng tiếng Pali, mà biết luôn ý nghĩa. Tất nhiên ở đây chúng tôi muốn nói rằng là khi mà bài đọc thêm thì chúng tôi muốn, chúng tôi chỉ làm cái công việc là phát âm cho quý vị nghe, và chúng ta phân tích ngữ pháp với ý nghĩa của cái đoạn kinh đó thôi, chứ không phải là chúng tôi sửa kinh. Quý vị nghe chúng tôi trình bày khi nãy đến giờ đó là giáo pháp là con đường, giáo pháp là thánh đạo tám ngành, là con đường chánh đưa đến sự giải cho chúng sanh. Giáo pháp này tác thành an tịnh tinh lương và hướng thượng, con xin lễ bái giáo pháp ấy. Quý vị nghe như vậy, quý vị đừng nghĩ rằng chúng tôi sửa kinh hồi nào đến giờ thì chúng ta đầu các pháp đúng theo đạo Bát Chánh là con đường đi của bậc thánh nhân gì đó. Thì cái đó dịch thoát và dịch dài quá, dịch nó không có sát với tiếng Pali. Nhưng mà chúng ta đã thành cái quyển kinh tụng chúng ta học rồi thì thôi, giờ chúng ta trong kinh tụng đọc sao, viết sao thì chúng ta đọc về đi. Nhưng mà chúng ta học Pali thì chúng ta phải biết rõ ý nghĩa khác, vân vân. Thì đây là chúng tôi đã trình bày xong về bài học ngày hôm nay trong cái giáo trình phản ứng Pali. Rồi chúng ta học về một vài cách chia một vài động từ bất quy tắc với cái bài tập và bài đọc thêm đó. Để chúng tôi sẽ nghiên cứu lại xem bơm bài học chúng ta có thể kéo dài cho nó vừa đủ với 45 phút. Chứ còn nếu mà học ngắn ngắn như thế này nha, thì chúng ta học trong khoảng từ 15, 20 phút, 30 phút là xong hết rồi. Bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Giao Đẳng Quan Hỷ tiếp tục để hướng dẫn cho các Phật tử làm bài tập và nói lên ý nghĩa của cái bài đọc thêm. Hoặc là Thượng Tọa thỉnh các vị sư ở có mặt ở trong room để đọc một lần, hai lần, ba lần cho Phật tử nghe về cái bài đọc thêm này. Và đến đây thì chúng tôi xin dứt lời. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thu kính trường sư tập chút xíu. Không biết quý Phật tử có nghe chúng tôi nói rõ không? Chúng ta bước qua bài học. Hôm nay thì thưa quý vị, chúng ta học bài số 3 của Phật ngữ. Và ở trong bài học này thì chúng ta thực sự biên sọc về động từ bất quỳ tắc. Với động từ này thật ra thì chúng ta nhớ được chữ nào hay chữ đó, nhưng mà nó không phải là một cái, bởi vì nó bất quỳ tắc. Thành ra chúng ta nhớ thì mặt chữ nhiều hơn là chúng ta nhớ về luật. Và ở đây nó là bất quỳ tắc, không phải luật ở đây. Bây giờ thì vị Phật tử Quan Hỷ chờ chúng tôi một chút, chúng ta sẽ đi vào trong bài tập hôm nay. Không biết là thượng tọa tiểu sư có còn ở trước máy không? Nếu thượng tọa còn ở trước máy thì xin hỏi thượng tọa một chữ thôi. Không biết bài có vị nào chắc kiểm lại chúng tôi coi bài học số 1, số 2 cái chữ chắc chứa là thượng tọa tiểu sư dùng cái động từ sanchati hay là Sinati. Chứ tôi không có nhớ là, tại vì chỉ chắc chứa trong tiếng Phạn có nhiều, nhưng mà không biết là thường gọi sai chứng đâu. Có vị nào có thể chắc chứng thì chúng tôi chứng được. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta đi vào trong phần bài tập dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt. Đầu tiên là chữ chúng ta có chữ câu số 1, chúng ta có chữ pluma. Chạm pluma. Giờ quý vị nghe không được hả? Giờ quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Giờ quý vị nghe không được. Dạ, không biết quý vị có nghe được không? Xin hỏi quý Phật tử. Dạ, cho quý vị nghe rõ. Chào mừng các bạn quý vị. Thưa quý vị, đầu tiên là chúng ta có chữ Pluma. Dạ. Như chúng ta thấy trong bài học này, Pluma là nói. Dạ. Là Pluma, không biết quý vị có thể đoán ra là người thứ nhất, thứ hai, thứ ba hay là số ít hay số nhiều, quý vị đoán ra không? Thật ra mặc dù là động từ bất quy tắc, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là chữ mí và má đó. Dạ, mí
là số ít, má là số nhiều, và thường là mí là tăng cùng bằng mí là thường là ngôi thứ nhất là tôi, và pru má là chúng tôi. Như vậy pru má là chúng tôi nói, dạ, chúng tôi nói. Bây giờ có cái chữ này, nó là quý vị Phật tử làm bài tập nhưng mà rất là tội nghiệp, tại vì cái chữ này nó là bất quy tắc. Và thật ra thì Đoàn Thế Sư cũng đã cho chúng ta trong cái bài học rồi, đó là chữ câu số 2 là chữ hành tí. Dạ, hành tí, dạ, hành tí là sát hại. Dạ, nhưng mà thứ nhất là chúng ta coi chữ tí, thường nó đi đồng trong động từ chữ tí là ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ gì, ngôi nào. Có vị nào cho biết là hành tí là ngôi số ba. Dạ, ngôi số ba, hành tí. Nhưng mà ở đây về số đó, thì đó là động từ quý báu quy tắc. Hành tí nó cũng là ngôi thứ ba, số ít mà cũng là ngôi thứ ba, số nhiều. Thật ra chúng ta dịch là nói dứt cũng được, hay là chúng nói dứt cũng được. Quý vị nhớ đây là động từ quý quy tắc. Dạ, động từ quý quy tắc. Nó hơi lộn xộn một chút, nhưng mà quý vị đừng có ngại. Hồi chúng tôi còn nhỏ đi học Bali với Toàn Tự Siêu á, thì học tới gần hết cuốn sách thì bắt đầu mới đề cập đến động từ và bất quy tắc. Nhưng mà ở đây thì vì sư tọa đang giảng về động từ, quý vị mới học tới bài số 3 học bất quy tắc, thì quý vị thấy hơi lạ chút, không có sao hết, bình thường. Và bây giờ thì chúng ta sang cái động từ là hanantí. Hanantí Hanantí hình như là cô Huyền Ngọc trả lời cho chữ Hanantí. Và Hanantí là họ giết, hay là chúng ta giết. Hanantí, họ giết hay chúng ta giết. Ở trong tiếng Việt chúng rắc rối lắm, thưa quý vị. Có nhiều khi mà mình nói vô chữ hai là anh, là tôi, mà chúng ta có nhiều chữ như vậy. Ngôi thứ ba thì đó, chúng nó, bọn nó, chúng nó, bọn nó, bọn họ được lúc tung hết, chúng ta có nhiều chữ. Và như vậy là hanantí là chúng nó sát hại. Tanoma. Dạ, Tanoma. Bài tập số 4 là Tanoma. Tanoma. Dạ. Dạ, chúng tôi nới rộng. Dạ, đúng rồi, chúng tôi nới rộng. Tanoma. Dạ, cảm ơn cô Huệ Ngọc. Tanoma. Dạ, Tanoti là nới rộng. Dạ, Tanoma là chúng tôi nới rộng. Chắc là mới về dự nhà mới thôi. Dạ, quý vị nhớ rằng ở trong bài tập này đó, thì Thiền Lộc Tổ Siêu cho là bài tập là bài học hôm nay và những bài học trước. Thật ra đừng nghĩ rằng chúng ta chỉ làm bài tập ngày hôm nay, bởi vì bài học đây chúng ta học về động từ bất quy tắc, và cái chữ Tanoma là động từ thông thường, tức là chúng ta phải dùng quy tắc. Và chữ Agacchati, Agacchati cũng là động từ thông thường chứ không phải động từ của quy tắc. Nhưng mà Agaccha má là thưa quý vị chỉ có chữ má ở sau đấy. Quý vị mừng tưởng lời một chiếc thứ hai, thứ ba. Rồi thì chữ Agacchati nghĩa là trở về, và Gacchati là đi tới, Agacchati là đi về, và đi, và không có chữ A đâu á. Gacchati mới là đến, và còn cái chữ Agacchati là đi tới, đi từ chỗ kia tới chỗ này là Agacchati.
nhưng mà từ chỗ này đến chỗ kia, dạ, hay là chúng ta đến đây thành ra chữ Agachama là Agachama, Agachama, chữ má là ngôi thứ mấy, chúng mình ngôi thứ nhất, thứ nhiều, như vậy chúng ta dịch là chúng tôi tới, dạ, chúng tôi tới. Chữ Agachati thường trong chữ Việt chúng ta dịch là tới, là ngọn chúng tôi tới. Câu số 6 là Hadashi. Và chúng ta một lần nữa trở lại với cái gì? Động từ bất quy tắc. Và Hadashi, Han là sát hại, Hadashi là quý vị nghe chữ sĩ, quý vị nghe chữ sĩ là, và là anh viết viết, và sĩ là anh viết. Hadashi, Hadashi là ngôi thứ hai số ít. Và cảm ơn Hadashi là anh viết. Cái chữ này á, đa số là động từ bất quy tắc á, thì ít tìm thấy, nhưng mà chữ này thì có rất nhiều nha. Chữ này là phổ thông trong kinh, chữ Asmi, dạ, Nê Tăng Asmi, cái này không phải là Asmi. Asmi là gì thưa quý vị? Asmi, dạ, tôi là, dạ, Asmi là tôi là. Phải có chữ mít má, dạ, Asmi, tôi là Nê Tăng Asmi. Cái này không phải là tôi, dạ. Ngồi xuống cái chỗ dịch tốt quá. Nếu mà vị nào mà dịch chắc, dịch xong mà có thể thêm, như là một vị vừa post lên, ví dụ như dịch là tôi là, thì mẫu đơn là ngôi thứ nhất số ít, thì rất là tuyệt vời. Tại vì chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ nhớ bằng phạm hơn. Asi, bởi vì quý vị mới học thôi, chứ thật ra ở đây nó có những cái chữ mà nó rất là dễ trùng. Dễ trùng thì chữ Asi hay chữ Atha. Khi nào quý vị đọc ở trong câu phải tương đối có kinh nghiệm thì chúng ta mới hiểu đó là động từ hay danh từ. Tại có khi nghĩa nó hoàn toàn khác nhau. Giống như chữ Atha, ở đây vừa động từ thu bi và Atha cũng biết là số 8. Asi là người học đứng là anh là ngôi thứ mấy, số thể nhiều thứ vị. Asi là ngôi thứ hai số ít. Asi là anh là. Ồ, bây giờ chúng tôi mới nói là nó có rồi đó. Chữ Atha, Atha ở đây đó. Dạ, chữ Atha ở đây nó cũng nó là một động từ mà nó cũng có nghĩa là con số 8 nữa. Dạ, Atha, Atha là, cảm ơn cô Huệ Ngọc. Atha là ngôi thứ hai số, ngôi thứ hai số ít, thứ nhiều thứ. Asi là số ít, Atha là số nhiều. Các anh là, các anh là Atha. Và câu số 10 là Amha. Amha, Amha, Amha là chúng tôi là, chúng tôi là ngôi thứ nhất số nhiều. Thật ra thì trong cái bài này đó, động từ bất quy tắc là quý vị kéo cái bản tra của chúng tôi từ siêu đề là chúng ta có đầy đủ rất nhiều, rất là nhanh, chứ không phải tìm từ chữ như là những phần trước. Bây giờ thứ gì chúng ta có cái chữ dịch sang, có bây giờ chúng ta làm 12 câu dịch sang tiếng dịch sang tiếng Pali. Câu đầu tiên là tôi là, tôi là, tôi là Asmi,
chúng ta mới làm ở câu trên Ashmi, rồi anh giết có vị nào đến chúng ta chưa? Anh giết là chữ gì hả? Hanasi, dạ đúng rồi, anh giết. Dạ, cô Huy Ngọc bây giờ cô Huy Ngọc nói nghiệp tôi tự xuyên được hay là dạ, là bài rất là nhanh. Hanasi là anh giết. Họ nghe. Dạ. Họ nghe. Dạ. Sunati, cái chữ N có chấm dưới nha quý vị nha. Bây giờ Sunati, và nếu mà họ số nhiều, dạ Sunati, dạ đúng rồi, dạ chị này quý vị biết không, Sunati, dạ, họ nghe cái chữ này nhá, nó có nhiều chữ là nó chất chứa. Hồi nãy chúng tôi hỏi từ tội tự siêu, nhưng mà như tội tự siêu rời máy rồi chúng tôi không có hỏi được. Chỉ chắc chứa trong tiếng Phạn thì có nhiều chữ lắm, và chúng tôi không biết từ loại muốn nói chữ gì. Chúng tôi lấy tạm một cái chữ sân chát tí. Dạ, sân chát tí. Dạ, sân chát tí là cái động từ chất chứa. Nhưng mà nếu mà ngồi thứ nhất số ít thì cũng là sân chát tí, là nó chất chứa. Dạ, nó chất chứa. Chúng tôi muốn hỏi quý vị là chúng tôi mới đọc lời bài 1 và 2 không thấy có chữ sanh chát, chỉ chất chứa, không biết có vị nào biết là chúng tôi sử dụng gì không? Đại diện thường chúng tôi không muốn để một cái chữ mới mà muốn lấy trong cái bài học đó. Không biết là gì đó. Dạ. Người ta nói thường là tổ mới rác, nhưng mà lâu lâu ông thầy cũng rác được. Ông thầy cho dịch không cho chịu được. Thầy tôi nói hôm nay chịu tổ tí siêu đang rác. Thầy tôi dịch một chữ mà không có. Dạ. Bây giờ thì chúng nó nói, dạ, chúng nó nói, dạ, dạ, cái này thì rất là dễ, chúng ta có trên rồi, chúng nó nói, dạ, có vị nào, tra cho chữ nói là pru, dạ, chúng nó nói là pru văn tí, nhưng mà chúng ta cũng có thể là nó có hai chữ probity và probity hay là probanti, cho quý vị chơi chút. Dạ, có hai dạng. Dạ, probity nha. Dạ, probity, probanti. Dạ, probity, probanti. Đều là. Dạ, không có sao. Dạ, đánh không được Bali. Đánh không được Bali cũng được, không có sao hết. Dạ. Chúng ta là. Cái này là dễ nhất cơ, thưa quý vị. Chúng ta là âm há, dạ đúng rồi, âm há. Coi bộ ở trong lớp học này có nhiều vị bắt đầu bắt nhịp được rồi nha. Giáo trình này là có kết quả rồi đó. Chúng ta là âm há. Các anh làm. Động từ làm là, xin lỗi, không phải là, xin lỗi cô Huy Ngọc ơi. Cái câu là các anh làm, chứ không phải các anh là, xin lỗi, các anh làm. Làm là karu thi. Các anh làm là karu thạc,
chúng tôi chạy và chúng tôi quý vị là ở trong chứng Pali đó, mà nó là chạy khác, mà đang chạy là khác, thì quý vị bỏ dùm chữ đang đi. Chữ đang có dịp chúng ta sau. Hiện tại mình chưa khác. Chúng tôi chạy, chạy là Thavati. Thavati. Thavama. Thavama là chúng tôi chạy. Đúng rồi. Đúng rồi, Thavama. Đó là cái chữ này rất là dễ. Đó là Athi. Chúng nó là, chúng ta là Santi. Quý vị thấy không, hồi nãy chúng tôi có nói quý vị là cái chữ Santi, nếu là động từ thì Santi là chúng nó là, nhưng mà nếu là danh từ Santi là an tịnh. Santikaro tí là làm cho an tịnh. Lát nữa chúng ta trong trong bài kinh có chữ Santikaro. Và Santi cũng nghĩa là hòa bình. Ví dụ chúng ta nói mưu cầu hòa bình hay chiến tranh và hòa bình cũng là Santi. Ngài Tịnh Sự á, Ngài Tịnh Sự và Thượng Tịnh Sự là bị dạy áo phi thông á, cái tên tiếng Phạn Ngài là Santi Kicho. Santi Kicho là gọi là Tịnh Sự. Tịnh Sự là làm cho an tịnh. Tịnh Sự thật ra quý vị phải cẩn thận. Đôi khi học tiếng Pali mình mới học không thấy gì, nhưng mà khi mình học lâu có những cái hình thức nó rất giống, còn mà chúng ta nhìn vào chúng ta phải phân ở đây là động từ, đây là danh từ. Nói thì bây giờ nói chưa được, chúng tôi không giống từ tòa từ siêu là nói trước, từ tòa từ hay nói trước đôi khi quý vị, nhưng mà tới khi quý vị học đến nó sẽ có cách phân biệt. Nhưng mà ở đây chữ Santi là Santi ở đây là chúng anh nói thì sao ha? Anh nói là Prusik. Anh nói là Prusik. Các anh viết. Các anh viết. Ở đây là động từ bất quy tắc á. Tại ra nó có hai hình thức. Hanantí cũng được, Hanantí cũng được. Xin lỗi, bị lộn hả? Các anh viết là Hanatha. Hanatha, xin lỗi. Bây giờ thì chúng ta đã dịch xong hết rồi. Từ dịch sang tiếng Việt, từ Bali sang Việt, bây dịch từ Việt sang Bali. Các anh viết là Hanatha, đúng rồi. Hanatha, các anh viết. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta đi sang cái bài kinh gì hôm nay. Bài kinh này hôm nay cũng giống như là bài kinh tuần rồi đó, là một cái bài gatha, gọi là một bài ca vịnh. Ca vịnh hay là chi kệ gatha. Nhưng mà nếu mà quý vị đọc cho kỹ, quý vị sẽ thấy rằng một câu có 12 cái tiết tấu, 11 tiết tấu ở trong tiếng Phạn đó chứ quý vị. Mấy bài gatha này có khi người ta dùng để ngâm hay là tụng. Có bài có 8 chữ một, có bài 11 chữ tấu, có bài 21 chữ tấu. Từ từ chúng ta học thì chúng ta sẽ biết. Và mỗi câu có 11 chữ tấu là đúng ra cái chữ Athang đầu tiên, hai chữ T bị viết thường là con số 8, chứ mình không cần hai chữ T chấm dưới. Athang Ika Viya Patho. Như nãy chú làm cho là Atha. Atha là con số 8. Ăn cá.
là chi Phật, Angika, Angika là chi Phật, Arya là thánh, Patho, chữ Patho này, dạ xin lỗi quý vị. Chữ Patho này nhá, nó có thể cười lục chúng vị. Nếu quý vị là học thuật cho anh đó, thì cái chữ Patho này nó đồng nghĩa với chữ Path. Path lục chữ Anh, giống như chúng ta gọi là Pathfinder. Yeah. Yeah, Pathfinder. Yeah. Ở trong tiếng Phạn và tiếng Phạn tiếng gốc là tiếng Phạn á, đó là một cái hệ ngôn ngữ mà gọi là mẹ của nhiều ngôn ngữ, nó gọi là Indo-Euro language, tức là ngôn ngữ Ấn Âu. Thành ra có nhiều chữ trùng lắm. Như trong tiếng Phạn chúng ta nói chữ danta là răng. Ở trong tiếng Anh chúng ta có chữ dental. Dạ, dental. Dạ, cũng nghĩa với nhau. Bây giờ thì cái này gọi là thánh đạo tám chi Phật. Dạ, Aryabhatho. Aryabhatho là thánh đạo. Dạ, Athangika là tám chi Phật hay là tám ngành, tám chi Phật. Chữ ăn gá ở đây tức là mình tưởng tượng một cái sợi dây, một dây thừng, một sợi dây mà nó nhiều sợi nhỏ kết với nhau. Thì ở đây đó, không phải có tám con đường, dạ, không phải là tám con đường chánh, mà là một con đường trống, một cái con đường thành chánh có tám phần, có tám chi Phật, thành ra bà thuộc. Cha Na đang là loài người, dạ, bốc khắp bao vây xa giá là dẫn đến sự giải thoát chúng sanh. À, thường thường chúng ta đọc thi kệ đó, thì chúng ta đọc như vậy. Athangikariyapathuchananang bokhapavesayauchu jamakho thambo ayamsantikaro banito niyanikotang banama bi tham mang và đa ma bi tham mang. Athan ki kari ya pa thu cha na nang bo kha pa ve sa ya u chu cha ma ko đam mô a yang san chi ka ro pa ni to ni ya ni ko tang ba đa ma bi tham mang. Và cái bài tiếp theo là cái bài văn xuôi. Nhưng mà bài này nói về cái đặc tính của pháp bảo. Và ở đây không phải là pháp bảo của riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà pháp bảo của chư Phật, của cả ba đời luôn. Và nếu quý vị đọc trong Hán Tạng á, ở phần Giáo Đại Thừa thì phần đông nhắc đến Đức Phật là bậc ứng cúng chánh biến thiên minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự, thì cũng giống như Pali. Nhưng mà khi mà nói về pháp, về tăng ấy, rất ít chư tăng và Phật tử, Phật giáo Đại Thừa đọc những cái lời xưng tán về Phật, ân đức pháp, ân đức tăng. Và quý vị cũng sẽ tìm đỏ con mắt, rất khó tìm về ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng đầy đủ. Và thường bên Phật giáo Đại Thừa nhắc đến ân đức Phật thôi. Tuy nhiên có một vài đoạn trong A Hàm có nhắc đến nhưng mà ở ngoài không có xài. Nhưng mà cái này quan trọng lắm. Chúng ta là người có cái niềm tin. Dạ. Chào quý vị và quý thưa quý vị,
Swakato và Phakavata Thamo. Phakavata Thamo là pháp của Đức Thế Tôn. Phakavata và Phakavata là của Thế Tôn. Phakavata Thamo là pháp của Đức Thế Tôn. Swakato từ chữ Suakato là thiện thuyết hay là khéo thuyết. Được giải thích trong sớ giải đó là pháp được thuyết với nghĩa văn cụ túc, tức là trên phương diện từ vựng, trên phương diện trình bày là mạch lạc rõ ràng và cái ý nghĩa cũng trong sáng, gọi là nghĩa văn cụ túc. Chúng ta biết rằng kinh điển của Phật giáo là một cái bộ phận kinh điển rất lớn, nhưng mà nếu quý vị càng học và nhất là quý vị học vào tạng Pali thì quý vị thấy rằng rất là rõ ràng. Gọi là thiện thuyết hay là khéo thuyết, Swakato, Swakato và Kumata Thamo là pháp của Đức Thế Tôn, khéo thuyết. Sandhitiko, chữ Sandhitiko ở đây là chữ San này là từ chữ Sam mà ra, chữ Sam là hoàn toàn hay là toàn diện, hoàn toàn hiển nhiên rõ ràng. Và Disico là thấy, chúng ta gọi là thiết thực hiện tiền, và thiết thực hiện tiền là có thể nhận ra, chứ không phải cái chuyện mà nói mơ hồ hay là nói đời sau. Thiết thực hiện là cái chuyện đó có thể thấy trước mặt. Ví dụ như Đức Phật đã dạy rằng mình sống có tham sân si thì đó là phiền não. Nếu mình nhìn cho kỹ thì đúng là phiền não, là thiết thực hiện tiền. Sandhitiko. Akaliko. Akaliko chữ á là không, kala là thời gian, akaliko vượt ngoài thời gian, tức là nó không nằm trong hạn cuộc thời gian. Có những điều ở thế giới này nó chỉ có giá trị ở thời quá khứ mà không có giá trị thời hiện tại, có giá trị hiện tại không giá trị ở tương lai. Chúng tôi lấy ví dụ như là có những cái tôn giáo mà từ xưa thì khi mà nói rằng Thượng Đế tạo ra trái đất này ở trong vòng 7 ngày hay là mới 10.000 năm thôi, vâng chị, cái đó nó chỉ thích hợp cho một người nào đó ở cái thời khoa học chưa phát triển, phòng phát triển rồi thì nó không có thích hợp nữa. Hay hoặc giả là Đức Phật ngày dạy về sự khổ thì không, từ xưa mới khổ và ngày hôm nay sự khổ nó vẫn còn hiển nhiên, tại vì nó không có mang cái thời gian tính. Ehi Basiko, Ehi là đến, Basak hay là Basiko, Ehi Basiko tức là đến để thấy, đến để thấy chứ không phải đến để mà tin, tức là đến để mà kiểm tra, đến để mà chiêm nghiệm, đến để mà nhận thức, chứ không phải hãy tin nhiều đó đi, đến để thấy. Ehi Basiko. Chúng ta nhớ trước năm 1975 thì Hòa Thượng Minh Châu, khi Hòa Thượng dịch Kinh Tạng Pali thì Hòa Thượng hay nhấn mạnh cái yếu tính là đến để mà thấy, Đạo Phật đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Opadajiko. Opadajiko tức là đưa đến, dẫn đến cái chỗ cao quý hay là hướng thượng, có hiệu năng hướng thượng. Có hiệu năng hướng thượng. Opadajiko. Bacchatan là tự mình. Vegetapo là được lãnh hội. Vinyuhi, Vinyuhi tức là người có trí, được người có trí lãnh hội. Đạo Phật là đạo của người có trí, chứ không phải là của người vô trí. Tại vì nó có những cái cách sống, nó có những sự suy tư, nó có những sự hiểu biết ấy, là chỉ có người có trí thôi. Thật ra đây là những cái đặc tính của Pháp Bảo. Pháp được Thế Tôn, pháp của Đức Thế Tôn được khéo thuyết hay là thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm ngộ, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, và được trí giả thân chứng, là được bậc trí giả trần thân lãnh hội. Đó là ý nghĩa như vậy. Bây giờ quý vị quan nghĩ cho chúng tôi một chút để hỏi sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông có
ở trước máy không? Dạ, sư thông có mặt ở trước máy không? Nếu sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy thì xin sư đọc cho ba lần, và có một hai phần tử nữa lên tình nguyện đọc lại sau khi sư Nguyên Thông đọc. Như sư Nguyên Thông, dạ, để thỉnh sư Nguyên Thông đọc cho ba lần, và có vị nào mà có thể lên đọc tiếp theo thêm mỗi vị một lần nữa thì chúng tôi sẽ mời quý vị. Dạ, thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ con thỉnh sư Nguyên Thông cầm mic trở lại à, đạo tràng chúng con không có nghe được âm thanh của sư nên con xin phép được để mic sư xuống nhận. Dạ con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Thưa quý vị, sư Nguyên Thông đang gặp trục trặc kỹ thuật. Có vị nào cầm mic đọc cho bài kinh này không? Dạ, mời quý vị. Dạ, con xin phép được đọc một lần. Dạ, rồi con thấy bàn tay của Thầm Hương. Nhục Bình sẽ mời Thầm Hương. Dạ, con tri ân sư Tị Trí. Dạ, xin phân biệt cho con biết được tín hiệu. Ghi ca đi ra ba thờ cha nà nặng mắt ca thơ quê xa giác ưu chù cha mắt gồm thầm mơ á dầm sàn tích ca rơ bà nì tờ nêu gia nì cô tăng bà nà ma mì thầm măng sọt khà tờ phá gơ quá tà thầm mơ sàn đích thị cơ á ca lý cơ ê hi ba xì cơ ơ bà nà dì cơ bà chạch tăng quê đi tắp bơ huynh như hi tích. Dạ, kính mời Tâm Phương ạ. Dạ, Nam Mô Bất Thai Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính đỉnh lễ Thượng Tọa Nhất Đẳng. Dạ, con xin đọc bài... A thăng ghi ca ri ya ba tho cha na năng bồ khâm ba huê sa ya u chu cha ma go tham mô a yang san ti ca ro ba ni to ni ya ni cô tầng ba na ma mi tham măng Sokhato Parawata Thammo Sadiriko Akaliko Ehipasiko Opanasiko Banchatang Vedita Bunyohite. Dạ thưa con đã đọc xong, dạ con đứng dẫn biết lại.
Ô, giờ thế Sư Nguyên Thông rồi, để thỉnh Sư Nguyên Thông có sư tụng được không? Nếu Sư Nguyên Thông không tụng được thì xin thỉnh Sư Tổ Tri Quang Hỷ tụng cho ba lần. Thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, bây giờ con xin được tụng ba lần. A thân ghi ca ri ya cha tho pa na cha na năng mô kha pa vệ sa ya u chu cha mạc go tham mô a yang sang thi ka ro pa ni to ni ya ni ko tang pa na ma mi tham mang swa kha to pa ga wa ta dham mô sang di thi ko a ka li ko e hi pa si ko o a pa na di ko pa chak tang ve di ta bo vinh nhu hi ti a thang di ka ri ya pa tho cha na năng mô kha pa vệ sa ya u chu cha mạc go tham mô a văn sanh thì cà rô pa ni tô ni ya ni cô tăng pa na ma mi tham măng soa kha tô pha ga wa ta tham mô sanh đi thi cô a ca li cô e hi pa si cô o pa na di cô pa chak tăng về đi ta bô viên nhu hi ti. Lần thứ ba. A thang ghi ca ri ya pa tho cha na năng mô kha pa vệ sa ya u chu cha mạc go tham mô a yan sang ti ka ro pa ni to ni ya ni ko tang pa ma na pa na ma mi tham mang soa kha to pha ga wa ta tham mô sang di thi ko a ka li ko e hi pa si ko o pa na di ko pa chak tang ve di ta po vinh nhu hi ti. Dạ kính thưa sư phụ, con đã đọc xong ba lần, giờ xin mời cô Lắc 2017. Sa thú xin cảm ơn sư phụ thông và cảm ơn quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta còn cũng tương đối có nhiều thời giờ ở trong ngày hôm nay, nhưng đọc bài kệ tán thán pháp bảo và nói về những cái đặc tính mà thường chúng ta gọi là ân đức của pháp bảo đó, chúng tôi muốn chia sẻ thêm vài điều với quý vị. Bởi vì hiện nay thì không có chư vị giảng sư ở trong room, cho nên chúng ta không có phần thảo luận. Và trước hết là khi mà Phật Pháp được trình bày đó, thì thông thường chúng ta bắt gặp một cách nói mà chúng ta gọi là cách nói theo bác học hay cách nói theo kinh điển. Và cách nói này thì đôi khi bởi vì có tất cả kinh viện, mình chưa thử kinh viện chưa thử là academy, rằng mình nghe như là một cái môn học rất là xa xôi, rất là cao vời. Lấy ví dụ như là đời sống bình thường của chúng ta, ăn cơm uống nước đi đứng, mà ngồi đó để mà chúng ta bàn về triết học, chúng ta bàn về đường thi, chúng ta bàn về lịch sử thế giới vân vân, đôi khi chúng ta cảm thấy rằng những điều đó xa rời lắm. Đức Phật này khi còn tại thế đó, về thuyết pháp, một trong những điều mà ngài đặc biệt chú trọng đó là mang cái lợi lạc cho người nghe. Ngài không thuyết pháp để lôi cuốn quần chúng, để thu hút đám đông, để tạo ra cái thanh thế cho Phật giáo. Có những lần Đức Thế Tôn đi rất xa, đi một mình, mặt đối mặt với một tướng cướp cuộc sát Yangulimala, với một dạ xoan như Alavaka, và với một người thuộc giai cấp hạ tiện như Sunita. Ngài nói một vài câu, nhưng mà những câu đó khai tâm, những câu đó có tác dụng mang lại cái lợi ích cho người được nghe một cách rất là trực tiếp. Thành ra đạo Phật
là một cái tôn giáo thực tiễn. Khi mà chúng ta học Phật Pháp là chúng ta phải cân phân giữa hai điều. Là một cái cách trình bày có tính cách kinh viện. Thí dụ như mình học qua các giáo trình, học có lớp lan, có hệ thống như học về thắng pháp. Hoặc giả là chúng ta học điều gì đó mà chúng ta cảm thấy như là trình bày về vũ trụ quan, về những cái tư tưởng như là trong những bộ kinh lớn, như là kinh Phạm Võng, v.v. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đừng quên cái yếu tố gọi là thiết thực, thực tiễn của Phật Pháp. Quên đi điều này được. Thì chúng ta nghe Pháp chỉ để mà vui thôi. Giống như mình đi nghe nhạc cổ điển vậy. Nhạc cổ điển thì hay quá. Nhạc của Mozart, của Beethoven hay quá, ví dụ vậy đó. Nhưng mà nghe rồi thì thôi. Đạo Phật không phải là một cái tôn giáo để mà giải trí, dù đó là sự giải trí của tri thức. Thì cái thực tiễn của Phật Pháp đó là Đức Phật dạy về sự đau khổ. Nỗi đau khổ mà dù là vua chúa hay thường dân, người giàu hay nghèo, nam hay nữ, tất cả chúng ta đều trải qua. Và cái đau khổ đó nó đến từ nhiều nguyên nhân, là do cái bản chất tự nhiên của thân, của tâm, nó cũng cho chúng ta khổ. Cái sự biến đổi, dịch chuyển của xã hội cũng là một điều tự nhiên. Nhưng mà cái khổ mà phần lớn chúng ta được biết mà Đức Phật dạy đó, đó là do cái nhìn sai lầm của chúng ta. Và cái nhìn đó cần được điều chỉnh. Lấy ví dụ như là ở trong cuộc sống này cũng có chuyện đó thôi, mà cái cách nhìn, cái suy nghĩ của chúng ta nó quá nặng nề, nó làm cho chúng ta bị khổ. Thì chúng ta đổ thừa khổ do người này người kia, nhưng mà kỳ thật cái khổ đó là do chính bản thân của mình, chứ không ai khác. Ví dụ như mình đòi hỏi người khác phải thương mình, người ta không thương mình nổi nóng, mình nổi giận, mình thù họ. Thì ở trong cái hận, trong cái thù, ở trong cái ghét đó, nó đến từ cái sự đòi hỏi là người khác phải thương mình. Và cái tình thương không phải do sự đòi hỏi mà ra. Nhưng mà đó chỉ là một thí dụ nhỏ ở trong vô số thí dụ. Thí dụ Đức Phật dạy rằng cái gì mà vô thường, biến đổi, mà chúng ta muốn nó mãi mãi như vậy, chúng ta khổ. Cái gì mà nó không có hoàn hảo, mà chúng ta đòi hỏi nó hoàn hảo, chúng ta khổ. Cái gì nó không nằm ở trong cái chủ quyền của mình, mà mình đòi hỏi là nó phải như ý mình, thì mình khổ. Thì như vậy, tất cả chúng ta phải thấy được một điều rằng Đạo Phật hay là Phật Pháp dạy chúng ta về những vấn đề thực tiễn cụ thể ở trong đời sống này. Cho dù chúng ta nhìn từ góc cạnh của kinh điển, của kinh tạng, luật tạng, của thắng pháp, hay là chúng ta học thế nào đi nữa, thì chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta là những người đang có vấn đề cấp thiết phải giải quyết. Và khi mà chiêm nghiệm được, thấy được sự khổ đau trầm thống muôn thuở của kiếp nhân sinh rồi đó, thì chúng ta có cái tâm hướng cầu đạt đến tịch tịnh, đạt đến thanh lương, đạt đến niết bàn. Không hiểu sự đau khổ thì chúng ta không thấy giá trị của niết bàn. Chúng tôi lấy một ví dụ đơn giản là nhiều người qua bên Mỹ này, chúng tôi biết nhiều chứ không ít, lần đầu tiên xin thẻ credit card, thẻ tín dụng, không mừng lắm. Thậm chí lấy thẻ tín dụng đó đem đi đãi bạn bè ăn lần đầu tiên để mình có thẻ tín dụng credit card.
Và thật ra cầm được thẻ Krishna là một điều hạnh phúc, tại vì mình thấy rằng mình tận dụng. Nhưng mà rồi người ta xài, người ta thiếu nợ, nợ ít hoặc nợ nhiều, cho đến khi mà cái số tiền vay mượn nó nhiều quá, cái khả năng trả của chúng ta thì nó trở thành gánh nặng. Thì cũng có người khi mà bán cơ sở làm ăn hay bán nhà, trả dứt đi bất cái tiền nợ credit card, cảm thấy hạnh phúc. Tại vì thực ra nợ credit card trả cái lời rất cao. Ở Mỹ thì có khi credit card nợ tới 20-25% thì trả mệt mỏi, trả rất cao. Thì chúng ta nói rằng có cái thẻ credit card là một niềm hạnh phúc, hay là trả hết tiền credit card không nợ là một niềm hạnh phúc, thì nó tùy vào cái góc cạnh mà chúng ta nhìn. Một người chưa bao giờ có thẻ tín dụng, bây giờ có thẻ tín dụng mà thấy hạnh phúc. Nhưng một người mà tất bật đi làm mà về sau mà thấy cái tiền trả cho thẻ tín dụng nhiều quá, mệt mỏi quá, thì bây giờ trả hết nó là trút được cái nào. Nhưng mà ở đây chúng ta nói đến là một cái vấn đề rất là bình thường trong đời sống. Và rất bình thường trong đời sống. Chúng tôi có thấy những người rất là hạnh phúc khi mà biết được người vợ có thai, sanh được đứa con, cha mẹ cũng mừng là sập vào cháu, người chồng có mừng người vợ có thai, vợ chồng son mừng là cũng rồi có đôi khi không có thai được phải nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ, có những phương pháp y khoa để giúp cho thụ thai. Thì tiếng khóc của đứa con chào đời là một điều hạnh phúc của người mẹ. Tiếng khóc của đứa bé sơ sinh là một điều hạnh phúc cho cả một gia đình, một gia tộc. Nhưng mà rồi, chúng ta cũng biết rằng đó là chúng ta nhìn một giai đoạn, một góc nhìn, một phần nào đó. Rồi đứa nhỏ lớn lên và vợ chồng đắng với nhau vì người này thức kẻ kia ngủ, người này phải chăm con, kia phải chăm con, người đi làm về, đôi khi vợ con nó trở thành một cái gánh nặng. Chỉ là nuôi con thôi. Rồi nhiều khi là phải nhờ đến cha mẹ nuôi cháu. Rồi khi nó lớn lên, càng ngày nó càng lớn, thì trong muôn ngàn thứ việc phải lo lắng. Ở đây chúng ta không có cái nhìn bi quan, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng một điều rằng có những thứ hạnh phúc, có những niềm vui mà thực sự ở trong đó nó đã chứa sẵn cái móng của hệ lụy, cái mầm móng của gánh nặng, và chúng ta không thấy được điều đó. Nhưng mà ngược lại á, có những hạnh phúc mà bình thường chúng ta không thể nào mường tượng ra hạnh phúc đó. Khoan nói đến hạnh phúc của Niết Bàn. Hạnh phúc của Niết Bàn khi là một hạnh phúc mà không còn cái hệ lụy của năm uẩn, không hệ lụy của phiền não. Như Ngài Xá Lợi Phất nói là không tham sân si. Chúng ta hiểu không ra. Cái hạnh phúc đơn giản là hạnh phúc của sự yên tĩnh, sự tịch tịnh. Ví dụ bây giờ chúng ta sống đời sống hàng ngày, có điện thoại, có internet. Không có điện thoại, không có internet thì mình khổ lắm, mình cảm thấy mất mát lớn. Nhưng mà cũng có những người bị phiền phức quá, sống 2-3 ngày ở trong thiền viện, 10 ngày trong thiền viện không có điện thoại, trời của đời hạnh phúc quá. Và hai cái hạnh phúc đó mình không có thể nào, và không có thể nào mà mình có thể so sánh được. Chúng ta dùng những cái đối chọi trong đời sống hàng ngày để chúng ta hiểu rằng không phải dễ để Đức Phật Ngài dạy chúng ta thắp sáng được tuệ giác, không phải dễ để Đức Phật Ngài dạy chúng ta hiểu rõ về ý nghĩa của Niết Bàn, không phải dễ để Đức Phật Ngài hướng dẫn các đệ tử đi theo con đường dẫn đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, giải thoát. Không dễ, khó lắm thưa quý vị. Ai mà đã từng sống vật vã với chính mình, ai mà từng sống để nói chuyện với người khác, thì mới thấy rằng cái thâm ân hóa độ của Đức Phật là vô lượng. Đức Phật nhiều lắm, cái công ơn của Đức Phật đối với chúng ta nhiều lắm. Và Đức Phật Ngài phải dùng rất nhiều phương pháp để chúng ta hiểu.
Quý vị tưởng tượng rằng chúng ta quen biết có những người mà họ chỉ vì sự cố chấp thôi, vì sự cố chấp mù quáng thôi mà họ đau khổ. Mà mình nói như trời gầm không nhả, không có gì nhả hết. Dạ. Chúng tôi có quen với một vị mà lúc nào cũng phiền hà. Phiền hà người này, phiền hà người kia. Mà phiền hà rồi lại đau khổ. Đau khổ lại phiền hà. Dạ. Phiền hà để mà khổ, khổ để mà phiền hà. Chúng tôi chỉ nói rằng bây giờ mình chỉ tạm quên cái đó một chút đi, đừng nghĩ điều đó nữa. Nghĩ nhiều chỉ khổ nhưng mà không được. Mình nói là trời gầm không nhả mà. Tại khi mà mình nghiệm thấy trong đời sống á, thành ra chúng sanh khó dạy lắm, chúng sanh khó nói. Chúng sanh tức là chúng ta đó, tất cả chúng ta không phải dễ đâu. Cái điều mà nên tin, cái điều mà sáng suốt không có tin, mà cái điều người ta nói bậy bạ, người ta tuyên truyền, người ta hoặc người ta nhồi sọ thì rất là dễ tin. Đó là cái bệnh muôn thuở của loài người. Chúng ta là vậy. Khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ mở dưới cổ Bồ Đề rồi, khi Ngài chiêm nghiệm giáo pháp rồi, có một điều mà Ngài chưa bao giờ tự hỏi chính Ngài là giáo pháp này quá thật thâm sâu, ta có nên truyền dạy cho cuộc đời không? Dạ, cái chuyện đó nó quyên áo, nó thâm sâu, nó vi diệu quá, thật sự rất là khó nói. Khó lắm. Tại sao nó khó? Bởi vì nó ngược với cái nhìn của trần gian. Ví dụ như một chuyện đơn giản là ở trần gian này chúng ta càng có nhiều càng hạnh phúc. Và càng có nhiều hạnh phúc. Người đời thì có vàng bạc châu báu, người đi tu thì có chùa to Phật lớn, có đệ tử, có học trò, có thế này thế kia. Thì những điều đó làm cho người ta cảm thấy nghĩ rằng ồ, mình có được cái đó mình hạnh phúc. Nhưng mà kỳ thật những thứ đó làm cho mình khổ nhiều, làm cho mình phiền nhiều. Nói cái chuyện đó thôi cũng đã khó rồi. Và chúng ta cũng phải nói rằng như Angulimala, một người mà từng bị mê hoặc bởi vị thầy. Vị thầy nói rằng nếu mà muốn luyện thành công cái câu thần chú, hay là nói theo ngôn ngữ Trung Hoa gọi là được phép đấy, thì phải tụng chú. Mà tụng chú là phải có một sâu chuỗi, và sâu chuỗi đó phải được kết bởi 1000 cái xương lóng tai. Cái ngón tay chúng ta có 3 lóng, lấy một cái lóng tai làm cái xương. Nhưng 1000 lóng tai đó là phải lấy từ 1000 người, và 1000 người đó phải do chính mình giết. Dạ, nó mới linh. Dạ, luyện mới linh. Tức là phải muốn luyện cái pháp đó phải giết 1000 người. Và giết xong, mỗi người chỉ lấy 1 ngón tay. Và 1 ngón tay đó chỉ lấy 1 lóng tay. Và 1 lóng tay đó phải đem phơi khô rồi kết lại thành một sâu chuỗi ngón tay. Gọi là Angulimala hay là Ương Ma Quật. Tức là tràn chuỗi ngón tay. Mọi người này á, là đã giết được 999 người. Còn một người thôi là sắp đạt được mục đích. Dĩ nhiên là đó là một cái sự dẫn dắt sai lạc của vị thầy. Nhưng mà riêng cái người đó, nhân vật đó đó, đã giết được 999 người. Và lúc bây giờ đó thì tìm ở trong khu rừng không ai nữa. Cả khu rừng đó ở biên giới mà không có một bóng thợ săn, không có một người thu buôn nào đi trên đó. Quân của triều đình mà còn gán với chi là dân thường, không ai đến đó hết. Và ở trong lòng con người đó chỉ có một điều duy nhất là hoàn thành cái sở nguyện của mình. Giết một người cũng vậy, 100 người cũng vậy, mà 1000 người gì, bây giờ 999 người rồi. Lúc bây giờ không còn lương tri, không giờ nghĩ được là chuyện gì khác, chỉ nghĩ đến một điều là làm sao cho đủ sâu chuỗi 1000 cái lóng tay, còn giết thêm một người nữa. Mà ngày hôm đó thì cái người đó là cái người cuồng sát đó đó là ở trên cái bờ vực thẳm. Là bởi vì khi mà vua Pa Sê Na Đi, vua Ba Tư Nặc cử đại binh đi
thì mẹ của người này, mẹ của vị tướng cướp cuồng sát này đó, lại là một mệnh phụ phu nhân ở trong thành, biết được cái tin mật là nhà vua cử đại quân đi để giết con mình. Và bà mẹ bỏ tất cả, không thương con quá mà, nên bỏ tất cả đến nơi ở biên thùy đó để mong gặp đứa con, để khuyên đứa con bỏ đi. Bà đã dùng tất cả những phương tiện nhanh nhất, tại vì quân đội đi nhiều thành ra không đi nhanh được. Bà đi một mình, bà đi rất là nhanh đến đó. Thì thứ gì rất là may mắn cho người này, con người cuồng sát đó, lại lọt vào trong cái Phật nhãn, tức là cái sự quan sát của Đức Phật. Đức Phật biết rằng con người này hôm nay đã đủ cái căn cơ chín mùi. Và Ngài cũng hiểu một điều rằng Ngài chỉ đến chậm vài phút thôi thì người đó sẽ làm một việc mà đời này không ai cứu được. Đó là giết mẹ. Đó là giết mẹ. Thì giết mẹ thì dù có gặp Phật đi nữa thì cũng như vua Xà Thế giết cha về cũng sao, và đi cùng ai. Và Đức Phật đã xuất hiện. Một bên là hình ảnh của bà mẹ, một bên là hình ảnh của vị thầy tu, tức là Đức Phật. Angulimala đứng ở giữa. Ban đầu mới thấy người mẹ mình, Angulimala đã mất lương tri rồi, không có nghĩ là đó là mẹ mình, không đó là nghĩ là ai, không nghĩ là người thương mình, mà chỉ nghĩ rằng à, có thêm người mình giết người cho đủ. Chúng ta thấy một cái sự cuồng sáng nó đến cái mức độ mà chỉ muốn hoàn thành cái tâm nguyện là làm được một sâu chuỗi của 1000 lóng tay, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng người này phải nói cực kỳ may mắn do tu tập rất nhiều, nên đứng thứ nhiên chưa xuất hiện, Đức Phật xuất hiện. Và Ngài xuất hiện khiến cho vị này bỗng nhiên làm một sự lựa chọn. Sự lựa chọn này đó, nó là một sự lựa chọn đánh thức được tâm tư của người này. Nếu chỉ có một người mẹ xuất hiện thì người này chỉ nghĩ đến làm sao để mà hoàn thành tâm nguyện làm được sư chủ. Nhưng mà khi ở bên ở trái là mẹ, bên phải là Đức Phật, thì vị này nghĩ tâm nguyện mình chỉ lớn, nhưng mà tại sao phải giết mẹ mình trong khi mình có gặp thầy tu này rồi. Thôi bị rượt thường thầy tu này, giết thầy tu này. Chúng tôi nói như vậy để quý vị thấy rằng ở trong cái giây phút mà trong đường tơ cả tóc đó, một cái sự cương quyết tột độ đó, thì trong lòng Angulimala chỉ nghĩ đến một việc là làm sao để thể hạ sát được vì Sa Môn, tức chính Đức Phật. Ở trong kinh nói rằng Angulimala vừa thấy Đức Phật đã nhân nhũ như một buổi tao tới về hướng Đức Phật. Mà Đức Phật thì Ngài là Phật, nên Ngài không sợ Nandopananda là Long Vương, Ngài không sợ Boinalakiri là một cô voi điên bị phục rượu, Ngài cũng sợ Yashovarman, thì Ngài cũng không có sợ Angulimala, và Ngài cũng không chạy. Nhưng mà bằng cái bước đi rất là khoan dung, rất là chậm rãi của Ngài, nhưng mà với thần lực, thì một người chạy rất nhanh như một mũi tên, một người đi chậm rãi, nhưng cái khoảng cách nó vẫn không thu hẹp được. Angulimala tiếp tục chạy, mà chạy một cái điên cuồng nhiều dặm như vậy, và Đức Phật này vẫn đi rất chậm rãi. Cho thấy Angulimala là một người rất là tinh nhuệ, có cái thể chất rất là tốt, và phải thở dốc ra, và làm một việc rất là tồi tệ của một người tinh nhuệ, đó là đành phải dùng lời kêu lên, hãy dừng lại, hãy đứng lại. Giờ chỉ mệt quá mà, mình rượt người ta, rượt không kịp mà chỉ biết kêu là hãy đứng lại. Thì Đức Phật Ngài rất là dễ dàng, Ngài nói rằng Như Lai đã đứng lại lâu rồi, cái người đang chạy đuổi chính là ngươi. Đơn giản như vậy. Cái câu nói của Angulimala là
là câu nói rất là bản năng. Nếu không kịp thì biểu quyết đứng lại. Quý vị khi bao giờ thấy cảnh sát được ăn trộm hay là người này được người kia được không được kêu đứng lại. Trong cái câu nói đứng lại đó, lúc đó là một cái trong giây phút thảng thốt, không biết làm gì hết, đứng lại. Nhưng mà câu nói Đức Phật là một câu nói nó hàm chứa một sự đánh thức. Ngài nói rằng Như Lai đứng lại, còn ngươi mới chính là người đang chạy. Thì Angulimala lại lý sự với Đức Phật. Tại sao? Nếu mà ngài đứng lại sao tôi chạy rửa ngoài không tới? Thì Đức Phật ngài giải thích thêm. Khi Angulimala biết lý sự như vậy, biết hỏi như vậy, thì lúc đó cái trí giác của Angulimala đã trở về. Sau những cái ngày tháng cuồng sát, sau những ngày tháng điên cuồng chạy theo cái khát vọng là hoàn thành cái xôi chuỗi bằng ngón tay, thì lúc đó Đức Phật ngài mới đọc một câu kệ ngôn. Ở trong kệ ngôn đó Đức Phật nói rằng ngài đã dừng lại, không còn chạy đuổi theo những cái khát vọng điên cuồng. Và chỉ một cái câu nói rất ngắn của Đức Phật, chàng Liên Ba Lá chợt nhận rằng cái gì mình đang làm, cái gì mình đang theo đuổi, cái gì mà mình đang cố gắng để đạt đến rất là điên cuồng. Một cái cuộc chạy đuổi mà rất là mông lung nhưng mà đầy máu, đầy nước mắt và gây bao nhiêu đau khổ. Thì câu nói của Đức Phật giống như một cái gáo nước lạnh mà dội lên đầu một cái người mà đang điên cuồng, đang thịnh nộ. Thì cái nước lạnh đó, nó làm cho người đó dịu súc, mát súc. Angulimala quăng đao xuống đã lại Đức Phật. Thứ vì câu chuyện đó, đó là một cái nguồn, cái hình ảnh của một tướng cướp lập địa thành Phật. Một tướng cướp, một người cuồng sát bỏ dao xuống quỳ xuống lại Phật. Đó. Nó trở thành một cái đề tài muôn thuở của kịch nghệ phim ảnh Ấn Độ. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta nghiệm cho kỹ đó, thì chúng ta thấy rằng nếu không phải là Phật, nếu Pháp không được khéo thuyết, thật sự không dễ dàng. Ai mà đã từng thấy những con người nổi giận, ai mà đã từng thấy những con người điên cuồng chạy theo điều gì đó, ai mà từng thấy những con người đang cố chấp điều gì đó, mà mình bảo rằng ngưng lại, đừng tiếp tục nữa, thôi nha, mà người đó thôi được thì sự đó mới dễ thôi. Khó lắm, đừng tưởng là dễ đâu. Tại con người chúng ta đó, con người chúng ta là khó thay đổi lắm. Không biết là ta nói là con rùa cắn rồi còn không nhả sao, chứ con người chúng ta nó chấp dữ lắm. Và khi mà chúng ta nghiệm được điều này đó, thì chúng ta mới thấy được tại sao Pháp của Đức Phật là Swakato, là Pháp được khéo thuyết hay Pháp được thiện thuyết. Sanditiko là thiết thực, hiện tiền. Akariko vượt ngoài thời gian. Ihipasiko đến từ chính nghiệm. Opanajiko hiệu năng hướng thượng. Nhưng mà cái sau cùng rất là không là một cái đặc điểm mà tất cả chúng ta phải nhớ là Bacchatan là tự mình. Vedithapo là được lãnh hội. Quinyuhi là bởi người có trí. Đức Phật ngài không kêu gọi chúng ta những đứa con của ngài, chỉ cần tin ngài là đủ. Nhưng mà ngài muốn chúng ta trưởng thành. Và trong sự trưởng thành đó, nói cho rõ là sự hiểu biết, trí tuệ phải được thắp sáng. Con người phải trưởng thành chỉ với bắp thịt của mình. Đôi khi Đức Phật dạy rằng có những người mà trưởng thành về cơ bắp, giống như mà nó lớn lên thì có cơ bắp vậy. Nói nghe nó kỳ nhưng mà đúng là như lớn con rồng. Mà cái sự trưởng thành con người nó nằm ở chỗ gì? Ở được giáo dục, được chuyển hóa. Mà được giáo dục chuyển hóa là gì? Là thành tựu được sự hiểu biết, thành tựu được chính trí tuệ. Tại trong Phật Pháp đó, luôn luôn có nhấn mạnh đến một cái yếu tố. Dù là trong cuộc sống hàng ngày, cái chuyện mà đối nhân xử thế, dù là trong giây phút yên tĩnh ngồi lấy chính mình, hay là trong cái giây phút mà đắc đạo chứng quả, thì cái vai trò trí tuệ đều là vai trò đặc biệt quan trọng. Và đạo Phật là đạo của người có trí. Bởi vì khi nào mà chúng ta thấy được những người mà bỏ đạo,
chúng ta thấy có những người mà đi chùa cả đời mà không bao giờ hấp thụ được gì Phật pháp đó, thì chúng ta đừng ngạc nhiên, tại vì không phải ai ở đời cũng có cảm nhận giống nhau đâu. Chúng tôi nói một chuyện rất là đơn giản là bao nhiêu người đặt chân đến Mỹ này hiểu được cái giá trị của sự tự do. Quý vị tưởng tượng rằng có những người qua đây lớn lên trong nhà cha mẹ đầu tắt mặt tối đi làm để dành tiền cho con được gửi vào trong đại học, cả một cơ hội mở ra, nhưng mà lại không đi học, đi kết bè kết đảng để làm gì? Đi ăn cướp. Ăn cướp để làm gì? Để vào tù, có khi bị tử hình nữa. Hồi trước chúng tôi có một thời gian qua cơ sở cảnh sát Houston để đi thăm một số các nhà tù, mà trong đó có những tù nhân Việt Nam. Chúng tôi gặp nhiều bạn trẻ, 12 tuổi có, 15 tuổi có, 17, 18 tuổi có. Cuộc đời rất đẹp. Cha nha sĩ, cha mẹ có nhiều khi có chủ có siêu thị, có bao nhiêu tiền bạc cuộc sống. Nghĩa là quý vị biết là ở bên Mỹ cha mẹ thương con lắm, có tiền đổ hết cho con. Nhưng mà rồi làm cho con hư. Nó mới có bằng lái, 16 tuổi có bằng lái, mua chiếc xe sport cho nó. Rồi làm gì? Kết bạn, chơi với bạn xấu. Chơi bạn xấu rồi hút sách, rồi giành gái, rồi bày đặt, xài súng. Rồi không biết mua đâu có súng, bắn. Bắn rồi vô tù. Rồi có người bị chung thân. Thì chúng ta nghe những câu chuyện đó thì chúng ta mới thấy rằng con người chúng ta đó, để mà sống có trí tuệ, để mà trưởng thành, để mà chịu hiểu, chịu thấy, đó là chuyện không có dễ. Ở trong Kinh Pháp Cú có câu Đức Phật kể dạy rằng chỉ có một số ít người đến được bờ bên kia, phần đông còn lại thì quanh quẩn bên này. Và đừng bao giờ nghĩ rằng nếu có cách nào đó để phát huy quang đại đạo Phật đó, là cả thế giới này đều theo Phật giáo hết, hay là phần đông nhân loại sẽ chọn Phật pháp là nơi nương tựa hết, không phải vậy đâu, không có nhiều đâu. Cái số người mà thật sự hiểu Phật pháp bằng trí tuệ thì nó lại ít hơn là cả cái số người đi chùa nữa. Chúng tôi nói là thành phố Houston có 200.000 người, có bao nhiêu người đi chùa là số đã ít rồi. Mà trong số người đi chùa mà chịu có học pháp là ít nhất. Tại vì đa phần là gì? Đi chùa thắp cây nhang lại Phật, sinh hoạt cho vui đi về. Để mơn trớn, để ru củ bán ngã của mình là như vậy. Nhưng mà gọi là để lắng nghe, để đem Phật pháp trong lòng, thì chuyện đó không có nhiều. Hoàn toàn không có nhiều. Bacha Tăng Quên Tapu Quên Nhu Hi Thí. Đó là cái pháp được tự thân lãnh hội bởi người có trí. Đạo Phật là đạo của người có trí, mà chúng ta phải nhớ như vậy. Không bao giờ mà chúng ta quan niệm được Phật pháp mà có thể trở thành một cái sản phẩm được sản xuất hàng loạt, mass production, là sản xuất hàng triệu triệu người, không có. Cái khác biệt giữa những cái tôn giáo về tính lý, nặng về niềm tin, mà khác với Phật pháp là Phật pháp luôn luôn dạy chúng ta là phải nhìn lại. Ngay cả chúng ta thấy rằng con người đôi khi thành người tốt là đủ rồi. Đức Phật nói là bỏ ác chưa đủ, làm lành chưa đủ, còn phải thanh tịnh khóa tâm ý. Mà thanh tịnh tâm ý chưa đủ, còn phải vượt lên trên để giải thoát, để vượt lên khỏi thiện ác, vượt lên khỏi thế gian này. Và cái sự chuyển hóa, một cái sự vượt thoát như vậy, nó hoàn toàn không dễ. Dạ, khó khăn lắm. Nên chúng ta là người con Phật, khi mà đọc, khi mà tụng về ân đức Phật, ân đức pháp, ân đức tăng, mà nhớ được, biết được, là giờ quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nhé.
khi mà chúng ta đọc giáo pháp á, thì ngày hôm tuần trước chúng ta học về bài Vô San Nisino, tán thắng Đức Phật. Ở trong đó có bài ân Đức Phật Ichibiso Phakawa Arahang Sama Samputu, Đức Thế Tôn là Phật ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên sư Phật Thế Tôn. Và trong bài này thì chúng ta cũng có bài Athangikariya Patho, đó là bài xưng tán. Và sau đó chúng ta có bài Swakato Phakavata Thamo, thì cái bài ân Đức Phật, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng đó, là ba bài kinh mà tất cả người Phật tử đều nên học và nên biết ý nghĩa. Khi mà chúng tôi vào chùa, thưa quý vị, thì chúng tôi không để ý, nhưng mà sau này nhiều quý vị quá khí chơi chút một chút. Nhưng mà sau này thì chúng tôi có cái dịp đọc ở trong kinh Tạng đó, thì chúng tôi mới nhận ra một điều rằng ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng rất là quan trọng. Quan trọng bởi vì cả ba đời chư Phật, dù quá khứ, hiện tại, vị lai, tam bảo đều chỉ giống nhau bao nhiêu ân đức. Cũng vậy, Pháp cũng vậy, Tăng cũng vậy, dù là quá khứ, hiện tại, vị lai. Và một người mà muốn thành tựu về cái niềm tin chân chánh, gọi là chánh tín, có được cái chánh tín ở tam bảo đó, thì phải đọc, phải hiểu về ba cái phần là ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Và hôm nay thì chúng ta học ân Đức Pháp. Chúng tôi muốn nhắc lại với quý vị về chính ân Đức Phật, ba ân Đức Pháp. Và tuần tới đó thì chúng ta học về ân Đức Tăng. Itibiso Phakawa Arahang, Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, và Arahang là bậc ứng cúng, tức là bậc xứng đáng được cúng dường, bậc trọn lành, hoàn toàn thanh tịnh. Sama Sambutho là bậc chánh biến tri, là bậc tự mình giác ngộ và giác ngộ một cách viên mãn, gọi là chánh biến tri. Uccha Charana Sampanno là bậc minh hạnh túc, là bậc tròn đủ tuệ giác và chánh hạnh, gọi là tri hành hợp nhất, tri hành viên mãn, là bậc minh hạnh túc. Sukato là thiện thể, là bậc khéo đi, khéo đạt đến không có thối chuyện. Lokavidu là bậc thế gian giải, là bậc hiểu về người, về cõi, về nghiệp, về dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hiểu về sắc thọ tưởng hành thức, hiểu về thế giới của nhân loại, thế giới của chư thiên và thế giới đau khổ. Đức Thế Tôn là bậc thế gian giải. Anuttaro Purisadamasarati là bậc vô thượng điều ngữ, là bậc có khả năng để cảm hóa chúng sanh mà không ai trong đời này có thể bì được, gọi là vô thượng điều ngữ. Satha Deva Manusanang là thiên nhân sư, tức là bậc thầy của trời người. Loài người là những chúng luôn luôn muốn cải thiện đời sống của mình. Trời là những người mà có rất nhiều phước, có rất là nhiều cái hạnh phúc trong cuộc sống do cái phước quá khứ. Hai loại chúng sanh rất nhiều phấn đấu, một chúng sanh rất nhiều phúc quả. Cái căn tính có khác, nhưng mà Đức Phật đều truyền đạt một cái thông điệp làm sao để tu tập, thì Đức Phật là bậc thiên nhân sư. Buddha là bậc tỉnh thức hay bậc giác ngộ, là trong mắt của Ngài không có bị che đậy bởi vô minh dù bất cứ một cái thời khắc nào, chúng ta gọi là Phật Đà Buddha. Phakawa, Phakawa là cái bậc sinh ra với đầy đủ những cái điều tốt đẹp nhất do cái sự tu tập, do phước báo, và là nơi quy ngưỡng của dân thiên. Mình gọi ngay là Phakawa, là Đức Thế Tôn.
Và hôm nay chúng ta học về ân đức Pháp. Swakato Phakavata Thamo, Pháp của Đức Thế Tôn, được khéo thuyết hay được thiện thuyết? Được thiện thuyết bởi vì có văn nghĩa cụ túc. Được khéo thuyết bởi vì Pháp đó là được Đức Phật Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác tiên thuyết, tương ứng phù hợp với căn tính của chúng sanh, nhưng mà là với cái ngôn ngữ trong sáng và với những cái đầy đủ về nghĩa, về lý luận, về phân tích, những điều mà chúng ta rất khó tìm thấy ở bất cứ một tôn giáo nào khác ngoài trừ Phật Pháp. Sanditiko là thiết thực hiện tiền, nghĩa là cái hương vị của giáo Pháp có thể được hiểu, có thể được cảm nhận, có thể được chứng nghiệm ngay trong hiện tại. Và Đức Phật ngài dạy đây là thiện, đây là bất thiện, đây là khổ đau, đây là hạnh phúc, đây là tầm tứ hỷ lạc định, đây là tham sân si. Thì những điều đó nó giống tương tự như một người dạy chúng ta về nấu ăn, đây là bột, đây là đậu, đây là đường, đây là gạo, đây là nếp, vân vân. Thì những thứ đó hiển bày trước mặt, và cách làm nó không phải là cách làm mơ hồ, mà cách làm rất là cụ thể, rất là thực tiễn, rõ ràng. Và điều đó được chúng ta biết, chứ không phải nói chờ đến đời sau lên thiên đường hay một cõi nào đó rồi mới gặp vị nào đó, bây giờ mình tu rồi mới được như một lời hứa trong tương lai. Điều đó như vậy. Akariko vượt ngoài thời gian. Đức Thế Tôn ngài tuyên thuyết giáo Pháp cái đây 25-26 thế kỷ ở tại vùng Trung Ấn. Và vào thế kỷ thứ 18, khi mà những người Anh họ có dịp đọc vào trong kinh điển của Đạo Phật, và nhiều nhà trí thức ở trong đó có ông Christopher Humphrey, một vị thẩm phán, ông bà Rich David, bà Ivy Order và nhiều người khác, họ đồng khẳng định những gì mà những người Ấn Độ sống ở trong lưu vực của sông Hằng cách đây 25 thế kỷ được Đức Phật thuyết, và những lời dạy của Đức Phật vẫn còn giá trị ngày hôm nay cho tất cả những người Anh Quốc sống dọc theo dòng sông Thêm ở London, không hơn không kém, vì giáo Pháp đó nó vượt ngoài thời gian. Ipasiko đến chứng nghiệm, đến đây không phải chỉ để mà cúi đầu được tẩy não để mà tin theo, mà đến để mà mở mắt nhìn, để mà thẩm định. Upanayiko có hiệu năng hướng thượng, hướng tâm chúng ta đến an tịnh, chánh trí, giác ngộ, giải thoát. Pachatang Veditapo Vinyu Hiti. Và đây là Pháp được lãnh hội bởi người có trí. Và luôn luôn chúng ta nên hiểu rằng Phật Pháp là Pháp dành cho người có trí. Và chúng ta muốn đi theo dấu chân của Đức Phật, theo dấu chân của các bậc thánh đệ tử Phật, thì chúng ta không thể quên đi cái yếu tố rất là quan trọng là sống bằng chánh trí, trí tuệ của Yonisomanasikara, tức là gọi là chánh tư niệm, và trí tuệ phân biệt nhân quả, trí tuệ biết được đâu là khổ, đâu nhân sinh khổ, gì khổ và con đường đến gì khổ. Thì thưa quý vị, ân đức Phật, ân đức Pháp quan trọng. Tuần tới này chúng ta sẽ học về ân đức Tăng. Chúng tôi rất là mong rằng quý Phật tử khi học đừng nghĩ rằng đây chỉ là những cái kinh văn rất là bình thường, mình nghe nhiều rồi, nghe bài kinh này nhưng bài kinh khác. Chúng ta là người con Phật, chúng ta là người tin Phật, chúng ta là người theo Phật, thì chúng ta không thể không có chánh tín đối với Tam Bảo. Và cái niềm tin chân chánh ở Tam Bảo chính là những điều mà được trình bày trong ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Xin được kết thúc chương trình hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma. Kính tri chư tôn đức đã vào Rung để chia sẻ. Đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử.
kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai thì trở lại với giáo trình tương vô kinh do thượng tọa Chư Quyền thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin đại chúng tâm gâm. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp, sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính tri ân quý ngài Nhật Huỳnh, kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Yeah.